Tina kính chào quý vị và các bạn. Bữa nay mình ra sau nhà mình nhổ củ tỏi tím và củ hành tím. Mình trồng nó cũng lâu lắm rồi các bạn. Mình trồng hồi tháng 10 tới bây giờ đó. Mình có bón phân có một lần à. Mình bón quanh miêu đó các bạn, là chất thiên nhiên, không có sử dụng chất hóa học. Mình cũng ít tưới nước lắm. Nói chung việc trồng củ hành tím và củ tỏi tím rất là dễ. Và sau đây Tina xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn về công dụng của việc ăn củ tỏi tím và củ hành tím. Hành và tỏi đã từ lâu là gia vị rất quen thuộc trong các bữa ăn của gia đình người Việt. Vị cay cay, nồng nồng của hành tỏi giúp món ăn thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn. Không những thế, hành tỏi còn chứa rất nhiều dưỡng chất và cực kỳ có ích cho sức khỏe. Phòng chống cảm lạnh, nâng cao sức đề kháng, ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí, giải nhiễm độc kim loại nặng, cải thiện chất lượng xương khớp, phòng chống ung thư phổi, tăng cường sức khỏe cho tim, bảo vệ tuyến tiền liệt, ngăn ngừa bệnh ung thư, giải độc rượu bia. Và sau đây là bài thuốc tỏi ngâm rượu. Rượu tỏi là bài thuốc rất tốt cho cơ thể với nhiều công dụng. Từ xa xưa, ông bà ta đã truyền tay nhau những công dụng bất ngờ về rượu tỏi mang lại cho sức khỏe. Rượu ngâm tỏi giúp phòng chống nhiều bệnh nguy hiểm. Cách làm tỏi ngâm rượu cũng rất đơn giản. Dùng 300 g tỏi và 600 g rượu trắng, rượu 40 độ. Cho tỏi vào rượu ngâm khoảng 2 tuần là có rượu tỏi. Rất tốt cho sức khỏe. Rượu tỏi có công dụng diệt khuẩn, phòng tránh bệnh tim mạch, phòng ngừa ung thư rất hiệu quả. Ăn củ hành tím ngăn ngừa bệnh tiểu đường, chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, giảm mỡ máu xấu, giảm ù tai, bảo vệ răng, giúp mọc tóc, ngăn ngừa loãng xương, chữa cảm lạnh, bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, củ hành tím là một chất kháng sinh rất hiệu nghiệm. Và sau đây là bài thuốc về củ hành tím trị cảm lạnh. Cũng giống như củ tỏi, củ hành tím có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Uống một cốc nước hành tím sẽ giúp bạn phục hồi nhanh hơn mỗi khi cảm lạnh hay bị cảm cúm. Bạn chỉ cần đun sôi nước, sau đó thả một ít hành cắt nhỏ vào, chờ trong vài phút. Mặc dù tách trà hành này có mùi vị hơi khó chịu, nhưng đảm bảo bạn sẽ thấy kết quả rất bất ngờ. Và những ai không nên ăn hành tỏi là người uống thuốc chống đông máu, uống thuốc theo to, có vấn đề về gan, những người có dạ dày nhạy cảm, người mang thai, người huyết áp thấp. Còn đây là mình nhổ tỏi nè các bạn. Cái tỏi này mình chờ cho nó hơi rụi rụi xuống rồi mình nhổ. Trước khi mình nhổ đó các bạn, mình không nên tưới nước. Mình không nên tưới nước khoảng 10 ngày nha các bạn. Để cho cái củ tỏi hoặc là cái củ hành nó khô á, mình giữ được lâu hơn. Còn khi mình phơi á, mình phơi hơi nắng nắng thôi nha các bạn. Đừng có nên để tỏi ở ngoài nắng quá, mình phơi vậy á, nó làm hư cái củ tỏi luôn đó các bạn. Mình phơi ở trong mát thôi nha các bạn. Mình phơi chừng nào mà cái tỏi nó khô lại là được rồi. Rồi mình thắt bính hoặc là mình cột lại, mình treo lên, mình để dành, mình ăn dần. Củ tỏi mà mình trồng đó các bạn dùng để làm thuốc. Nó nhỏ nhỏ, nó không có lớn như những củ tỏi khác các bạn. Mà nó rất là cứng, cay và thơm lắm. Làm thuốc rất là tốt, nhất là ngâm rượu, ngâm giấm đó các bạn. Mình thường lấy tỏi đó, mình ngâm giấm á, mình ăn với những món khác cho nó đỡ ngán các bạn. Mà nó có công dụng là giải cảm.
Còn đây á, mình thâu hoạch của hành tím này các bạn. Ở nhà mình trồng á, cái củ hành tím nó cứng lắm mà nó thơm lắm. Việc thu hoạch của hành tím thì nó cũng giống như của tỏi thôi các bạn. Tina cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.